Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Beckham lên tiếng về Messi tại Inter Miami. Người hâm mộ bất ngờ biết nhiều sự thật đằng sau. Mới gần đây, trong lễ ra mắt siêu sao Argentina tối ngày 16 tháng 7, đồng chủ sở hữu của Inter Miami, David Beckham tự hào khi đội nhà chiêu mộ được Lionel Messi và Sergio Busquets. Tối ngày 16 tháng 7, buổi lễ mang tên Ju Un Về diễn ra trễ vài tiếng do ảnh hưởng cơn bão lớn tại Miami. Dù vậy thì cổ động viên, phóng viên và các kênh truyền hình vẫn đổ về sân DRVPNK để chờ màn ra mắt của Messi. Khi mà buổi lễ bắt đầu, Beckham cho biết luôn mơ ước được tuyển mộ những cầu thủ hàng nhất thế giới đến với câu lạc bộ và thành phố Miami. Huyền thoại đội tuyển Anh hiện là đồng chủ sở hữu của Inter Miami. Hy vọng những cầu thủ này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo và giúp xây dựng di sản trong bóng đá tại Hoa Kỳ. Ông cho biết việc Messi gia nhập Inter Miami là giấc mơ trở thành sự thật và tự hào khi mà siêu sao Argentina chọn câu lạc bộ để khoác áo cho giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Chúng tôi đang xây dựng tập thể đặc biệt tại Miami, một câu lạc bộ quan tâm đến cộng đồng, Beckham nói. Người hâm mộ là những gì làm cho Inter Miami trở nên độc đáo. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra những kỷ niệm khó quên. Giống tất cả các bạn, tôi nóng lòng thấy Messi ra sân trong màu áo của Inter Miami. Thưa quý vị, chương tiếp theo của câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Inter Miami được thành lập năm 2018. Hai năm sau, họ tham gia MLS, lần lượt đứng ở vị trí thứ 19, 20 và 6 qua 3 mùa giải. Hiện Miami xếp cuối bảng sau 22 trận mùa 2023, gồm 5 trận thắng, 3 hòa và 14 trận thua. Ngay trước thời điểm ký hợp đồng với Messi, Inter Miami đã trải qua 11 trận không thắng liên tiếp. Hoàn cảnh của câu lạc bộ trái ngược với Messi, trước khi đến đây, tiền đạo đội tuyển Argentina giữ kỷ lục giành 7 quả bóng vàng và sở hữu 43 danh hiệu tập thể. Những thành tích nổi bật nhất của anh gồm có 10 La Liga, 2 League One, 4 Champions League, 1 Copa America, 1 siêu cúp liên lục địa và 1 World Cup. Trong buổi lễ ra mắt, M10 liên tục nói chuyện, cười đùa với ông Beckham. Anh bày tỏ mong muốn sớm được tập luyện cùng với các đồng đội mới và hướng đến việc chinh phục các danh hiệu cùng Inter Miami. Trên mạng xã hội, hàng loạt ngôi sao như cầu thủ bóng rổ Stephen Curry, huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady, ca sĩ Colombia Mamula, rapper Mỹ gốc Cuba Pitbull hay DJ Khaled gửi thông điệp chào mừng Messi đến Mỹ. Bản thân và đồng đội cũ của Messi, cựu tiền đạo Sergio Aguero cũng có mặt. Trước đó, trang chủ của Inter Miami xác nhận cả Messi và Busquets có thể đá trận đầu tiên gặp Ruud Azun thuộc League Cup ngày 21 tháng 7. Đây là giải thường niên được ra mắt từ năm 2019 giữa các câu lạc bộ từ giải bóng đá nhà nghề MLS và Liga MX của Mexico tại Bắc Mỹ. Rooney cảnh báo Messi về Inter Miami. Cựu danh thủ Wayne Rooney cảnh báo khó khăn mà Lionel Messi có thể sẽ phải đối mặt trong màu áo của Inter Miami. Không dễ để Messi tỏa sáng tại giải vô địch Hoa Kỳ. Rooney nói trên tờ Time ngày 16 tháng 7, nghe có vẻ điên rồ nhưng những cầu thủ đến đây đều thấy nơi này là một giải đấu khó khăn. Việc di chuyển, các điều kiện khác nhau ở các thành phố khác nhau có thể gây ra vấn đề cho Messi, chưa kể các trận đấu có nhiều năng lượng và cường độ. Mặt khác, Rooney cũng chỉ ra lợi thế của Messi. Cựu thủ quân Man United đánh giá cao về việc tiền đạo người Argentina thu hút hai đồng đội là Sergio Busquets và Jordi Alba đến Inter Miami. Chưa kể là Andres Iniesta và Luis Suarez cũng có thể gia nhập. Tân huấn luyện viên của Inter Miami là Tata Martino từng dẫn dắt Messi ở Barca và đội tuyển Argentina. Việc Messi gia nhập một đội bóng Mỹ đang đi ngược xu thế của phần lớn các ngôi sao lớn tuổi. Từ đầu năm 2023, với việc bỏ ra hàng trăm triệu đô la, các đội bóng Ả Rập Xê Út đã chiêu mộ thành công Ronaldo, Benzema và Angolo Kante. Việc thu hút Messi là thành công lớn của MLS, đặc biệt so với những gì đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út, Rooney nhận xét. Sáng nay ngày 17 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Messi sẽ ra mắt trong màu áo của Inter Miami theo bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm rưỡi. Trước khi đến đây, Messi đã vô địch World Cup, giành 10 La Liga, 4 Champions League với Barca và 2 League One với PSG. Theo truyền thông châu Âu, trước khi chọn Inter Miami, Messi đã từ chối với mức thu nhập 400 triệu đô la mỗi năm của câu lạc bộ Ả Rập Xê Út là Al Hilal. Inter Miami do cựu danh thủ David Beckham góp công cùng thành lập năm 2018. Họ tham gia MLS từ năm 2020, nhưng chỉ giành được các vị trí thứ 19, 20 và 6. Inter Miami đang xếp cuối bảng sau 22 trận mùa 2023, gồm 5 trận thắng, 3 hòa và 14 thua. Ngay trước thời điểm ký hợp đồng với Messi, Inter Miami trải qua 11 trận không thắng liên tiếp.
Ngày 21 tháng 7, Messi dự kiến đá trận đầu tiên cho Inter Miami, trận đấu diễn ra trước đối thủ là Cruz Azul của Mexico và thuộc League Cup, giải đấu hỗn hợp giữa các đội MLS và giải vô địch Mexico. Rooney từng chơi tại MLS từ năm 2018 đến 2020, ghi 25 bàn trong 52 trận cho DC United. Cựu thủ quân của Man Đỏ đang làm huấn luyện viên cho DC United. Sau một thời gian anh trở về nước Anh dẫn dắt Derby County, đội bóng của Rooney đang xếp thứ 17 tại MLS 2023, hơn Inter Miami 12 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam lập chiến tích đặc biệt bất chấp kết quả khi tham dự World Cup có như thế nào? Theo đánh giá của hãng truyền thông quốc tế, dù kết quả của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup có ra sao, thầy trò huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung vẫn sẽ tạo ra một hiệu ứng và đóng góp rất đặc biệt với nền bóng đá nước nhà. Hãng truyền thông Morning Express vừa có bài bình luận với tiêu đề "Đội tuyển Việt Nam niềm cảm hứng World Cup từ thành công của bóng đá nữ". Theo bài viết này, bất chấp kết quả khi tham dự World Cup có ra sao, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ lập một chiến tích đặc biệt, đó là tạo niềm cảm hứng thúc đẩy đội tuyển Nam hướng tới tham vọng hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Theo Morning Express, mục tiêu World Cup vẫn là rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Chelsea bởi sự cạnh tranh bóng đá nam khốc liệt hơn so với bóng đá nữ. Tuy nhiên, chính thành tựu của đội tuyển nữ lại là niềm cảm hứng đặc biệt để đội tuyển nam có thêm động lực hướng đến vòng chung kết World Cup 2026. Trả lời trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ông Philippe Chelsea thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đội tuyển Việt Nam, khiến cho toàn đội dù rất cố gắng cũng chưa thể đạt được đẳng cấp châu Á và tham dự vòng chung kết World Cup. Đội tuyển Việt Nam từng lọt vào tứ kết của Asian Cup, góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuy nhiên 8 trận thua trong kỳ vòng loại này là minh chứng cho sự khác biệt lớn giữa Quang Hải và các đồng đội so với nhóm đội thuộc nhóm đầu châu Á. Để đội tuyển Việt Nam được dự World Cup, sự có mặt của ông Chelsea thôi là chưa đủ. Đội tuyển Việt Nam nói riêng hay bóng đá Việt Nam nói chung cần phải tích lũy nội lực để chuyển mình. Tham dự World Cup giống như là xây thành Rome, không thể hoàn thành ngày 1 hay ngày 2. Nếu như đội tuyển Việt Nam cần một nguồn cảm hứng thì thành công của bóng đá nữ Việt Nam chính là ví dụ điển hình. Tất nhiên, bối cảnh của bóng đá nam và nữ thì luôn khác nhau. Để được dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam gặp ít sự cạnh tranh hơn. Bóng đá nữ có sự phân hóa rõ rệt khi Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia thuộc nhóm 1. Có đội tuyển nữ Việt Nam ở nhóm sau cạnh tranh với Thái Lan, Philippines, Đài Bắc, Trung Hoa. Trong khi đó, ông Chelsea và đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều đội mạnh nên cơ hội ngày càng hẹp. Mặc dù vậy, độ khó của thử thách đôi khi lại không quan trọng bằng thái độ về nó. Dù chỉ mới được đầu tư mạnh trong khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây thôi, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã tận dụng rất tốt sức mạnh của mình để vươn lên. Dù là không có nền tảng tốt như bóng đá nam về chất lượng giải vô địch quốc gia, nguồn cầu thủ hay chế độ đãi ngộ, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã tận dụng mọi nguồn lực có thể để tiến bộ từng ngày, khát vọng vượt qua giới hạn, phá bỏ rào cản từ tư duy đến chuyên môn của các cầu thủ nữ xứng đáng là tấm gương để bóng đá nam soi vào. Trong phần tiếp theo, Morning Express cho rằng nếu như bóng đá nam có thể tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giống như bóng đá nữ, huấn luyện viên Chelsea và các học trò sẽ biến những điều không thể thành có thể, đó là đoạt vé tham dự World Cup. Để có được tấm vé tham dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đã phải rất vất vả chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và khía cạnh tâm lý liên tục phải chạm trán những đội bóng hàng đầu. Nhưng thay vì đầu hàng khó khăn, các học trò của ông Mai Đức Chung có cố gắng hoàn thiện mình để trở thành phiên bản tốt hơn. Tấm vé World Cup không chỉ tiếp cận với tiêu chuẩn hàng đầu mà còn giúp cho tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh với những đội mạnh nhất thế giới. Những trận đấu cam go trước Đức và New Zealand cho thấy tuyển nữ Việt Nam đã nâng cao được thể lực, sức mạnh và kỹ chiến thuật để đối phó với những đội hàng đầu, điều mà bóng đá nữ Việt Nam chưa từng thấy trước đây. Sự so sánh giữa bóng đá nam và nữ thì luôn tồn tại sự khác biệt. Tuy nhiên, dù ở cấp độ hay bối cảnh cạnh tranh nào, sức hút của tấm vé World Cup nữ sẽ mang đến động lực và sự tự tin cho tuyển Việt Nam. Khó khăn là có, nhưng bằng sự nỗ lực, kiên trì và một chiến lược hợp lý, thầy trò ông Chelsea sẽ biến những điều không thể trở thành có thể.